bộ dàn đại, model là Panasonic DN7. Chỉ về lo không có amply nên tách lo em bán. Giá bán là giá của cặp lo không bao gồm amply, không bao gồm phí ship. Cặp lo này có kích thước như sau. Chiều cao của lo là 55cm, chiều ngang của hai lo là 60cm. Lo thiết kế độc đáo với hai bát, một trép chính giữa và hai cái lỗ thông hơi hai bên. Cái này đánh nghe rất đã nha, gờ tay vô đó. Màng là carbon, còn gân là gân giải. Khỏi lo về một gân, chất lượng quá ok. Em quay mặt sau nha. Mình có thể ghép với amply size 36. Công suất amply từ 80 cho tới 200W thì ok. Vì sao? Vì cặp lo của nó là 160W. Cặp lo nó là 160W một lo, tức là 320W trên cặp lo. Hàng nội địa Nhật, made in Japan. Lo đánh 4 cầu, trắng xanh đỏ đen, 2 cầu 4 đường tiến trắng xanh đỏ đen. Em đã nói dây cho các anh sẵn, về mình chỉ việc ghim vào amply như vậy. Em xin nhắc lại, công suất của nó gồm có 2 phần, 100 và 60, tổng cộng là 160W một thùng, tức là 320W trên cặp lo. Góc cạnh của lo, bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua cặp loa này thì vui lòng cọc giúp em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì các anh sẽ thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Vui lòng gọi đến số điện thoại bên cửa hàng em 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh tham khảo hình ảnh của cặp loa này trước khi mình quyết định mua hàng. Hoặc là em tư vấn gì cứ gọi điện thoại đến số này để em tư vấn nha. Bây giờ mình nghe nhạc có lời qua tiếng hát của Thanh Tuyền nha. Thúc clip test, các nào mua cặp loa này thì cứ liên hệ đến số điện thoại trên bài đăng giúp em.